Wow, nhìn nào các bạn ơi. Ở đây mình phát hiện ra có rất là nhiều những món đồ chơi mô hình khủng long cùng với những chiếc xe rất là đẹp, đa dạng và đầy màu sắc luôn. Ngoài ra thì những món đồ chơi của mình đang nằm ở trong một thùng nước có màu tím. Đây mình sẽ nhắc lên cho các bạn xem. Mình sẽ nhắc thử một con khủng long lên nha. Để xem nào. Wow, con khủng long này của mình mặc dù rất là đẹp nhưng mà bị dính rất là nhiều màu rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ bỏ qua đây. Một thùng nước rất là sạch mình chuyên dùng để rửa những món đồ chơi như vậy nè các bạn. Và sau khi rửa rất là sạch con khủng long này rồi thì mình đã phát hiện ra đây là một con khủng long Triceratops, hay chúng ta còn được biết đến với một cái tên gọi khác là khủng long ba sừng, là một con khủng long ăn cỏ và di chuyển bằng bốn chân. Ok, mình sẽ bỏ nó vào đây nha. Đến với những món đồ chơi tiếp theo nào. Wow, ngoài những con khủng long rất là đẹp ra, chúng ta còn có một cái xe màu đỏ rất là nổi bật luôn nè các bạn. Và đây là một chiếc xe cứu hỏa. Chiếc xe có màu đỏ, xe được trang bị hai cái thang và một cây súng phun nước. Một món đồ chơi mô hình rất là đẹp và đầy ý nghĩa luôn. Ta-da! Một con chim khủng long Archaeopteryx rất là đẹp luôn, với một đôi cánh rất là rộng. Hai bàn tay ở hai bên cánh của nó sẽ giúp cho con chim khủng long này có thể cầm nắm con mồi được dễ dàng hơn. Rhinoceros với một cái đầu hình tam giác, một cơ thể màu xanh lá cây và một khuôn mặt màu đỏ. Đây là một con khủng long ăn cỏ và di chuyển bằng hai chân. Gaia, một loài khủng long ăn cỏ đó các bạn nhé. Trên lưng của nó có hai hàng gai rất là sắc nhọn. Những chiếc gai này được xếp rất là đều và thẳng hàng với nhau. Và tiếp theo đây là một con King Kong rất là đẹp, sở hữu một bộ lông màu trắng rất là mượt mà, một cơ thể to lớn săn chắc và đầy cơ bắp. Wow, ở đây có vẻ như chúng ta có rất là nhiều những con khủng long nhỏ như vậy luôn. Tạm thời mình sẽ bỏ qua nó nha. Và đến với những món đồ chơi to lớn hơn, ví dụ như con khủng long này chẳng hạn các bạn. Chúng ta có là một con khủng long Spinosaurus, một loài khủng long ăn thịt to lớn nhất trong các loài khủng long. Ngoài ra nó có một hàm răng rất là dài tương ứng với rất nhiều những chiếc răng sắc nhọn ở bên trong. Đây là một xe mô tô của cảnh sát, sử dụng để di chuyển để tuần tra và săn bắt tội phạm. Và đây là Stegosaurus, một con khủng long ăn cỏ di chuyển bằng bốn chân. Trên lưng có rất là nhiều chiếc gai to lớn và có màu sắc, trông rất là môi trường của mặt và bắt mắt. Sau rất còn lòng có rất là nhiều đặc biệt với nó nên biết không nào.
là một chiếc xe vận chuyển thư. Xe này sẽ giúp chúng ta di chuyển thư của mình tới tay của người nhận một cách nhanh chóng nhất. God. Còn đây là một con khủng long Brontosaurus, một loài khủng long ăn cỏ, cổ dài, di chuyển bằng bốn chân. Cơ thể của nó rất là to lớn và nặng luôn. Các bạn có thể nhìn thấy này, to hơn bàn tay của mình luôn rồi. Xe màu vàng với những bánh xe rất là to. Xe này gọi là xe cần cẩu, giúp chúng ta cẩu những món hàng nặng hoặc những vật nặng lên trên cao. Những công trình lớn không thể nào thiếu chiếc xe như vậy đó các bạn. Wow, sau đây chúng ta có một con khủng long rất là đặc biệt nè. Các bạn thử đoán xem đây là con khủng long gì nào. Đây chúng ta có là một con khủng long Mosasaurus, là một loài khủng long sống ở dưới nước, sở hữu một cơ thể thon tròn và rất là dài. Chiếc đuôi cùng với bốn tay bơi này sẽ giúp cho con khủng long Mosasaurus có thể di chuyển ở dưới nước dễ dàng hơn và bơi được nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với những con khủng long nhỏ này nha. Rất nhiều những con khủng long như vậy đa dạng và đa sắc luôn. Bạn có thể kể tên được bao nhiêu con khủng long ở đây nào? Hãy để lại phía dưới phần bình.